Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Thân, sinh năm 1980, thường trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Trần Đình Nghị với ông Trần Viết Đương khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2019 tại ngõ nhà bà Trần Thị Mười, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, Trần Đình Thân là con trai ông Nghị đã dùng dao đâm trúng ngực trái ông Đương. Hậu quả ông Đương tử vong tại chỗ. Được biết, ông Đương, người bị hại là anh rể của Thân. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thân 11 năm tù về tội danh giết người.